Trân trọng giới thiệu trận tiếp theo ở round 14, Đô Hoàng Văn Nam Hải Phòng không màu đỏ gặp Đô Chính của Vĩnh Phúc không màu xanh. Trọng tài thảm Đỗ Văn Thuyên, trọng tài trống không thay đổi. Mày béo lắm, nó ngoài vật béo cùng rồi ông từng tâm với hai tranh nhau cùng kỵ cùng vươn lên đúng không? Hai đô xe đẩy. Hai đô chuẩn bị, trọng tài chuẩn bị, hiệp thứ nhất bắt đầu. Dù rằng thắng hay thua, đôi chính liệu có phá được không? Rồi thua vai là lấm lở, bên này lấm lở, hai cái vai là mấy lấm lở. Hai đôi đứng tại chỗ, chúng tôi xin công bố kết quả. Thời gian ở lúc 0 phút 58 giây của hiệp 1, bằng miếng đèn ngửa bụng, Đô Nam Hải Phòng thắng. Xin mời ban tổ chức chúng ta trao giải đèo cho Đô Hoàng Văn Nam Hải Phòng. Chúng tôi xin trân trọng và kính mời ông Phùng Đình Thân, Bí thư chi bộ, nên trao giải đèo số 14, giải mở rộng cho Đô Nam, Đô Hải Phòng. Chúng tôi xin cảm ơn ông Phủ Đình Thân và chúng ta nhiệt liệt chúc mừng Đô Nam của Hải Phòng đã giành leo số 14.